Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vào một buổi sáng đẹp trời của ngày Chủ nhật vậy mà trong lòng nó chẳng đẹp gì tất cả mọi thứ với nó bây giờ đều tối om vì nó phải chứng kiến cảnh bố mẹ mình phải quỳ xuống trước mặt một người đàn ông khí chất lạnh lùng như thế trong nhà nó nó chạy lại đỡ bà mẹ mình ngồi dậy bố mẹ làm gì thế nó vừa nói vừa đỡ bố mẹ nó người con trai ấy không ai khác chính là hắn khi nhìn lên một người con gái có mái tóc màu trắng và cặp mắt màu tím đến kỳ lạ khiến hắn nhếch lên một nụ cười hoàn hảo xin ngự tiên sinh đây giúp đỡ ạ à? bố nó không đứng lên mà vẫn quỳ ở đó và nói khiến nó như chết đứng hắn nhìn hai người đang quỳ đứa chân mình nhàn nhạt trả lời tôi giúp hai người thì được cái gì hai người cũng biết tôi không làm điều gì mà không có lợi cho mình đâu bố nó rụt rè trả lời nhưng vẫn cúi đầu không dám ngẩng đầu lên vì từ trước chưa ai đủ can đảm nhìn vào cặp mắt hắn thế người muốn gì à hắn quay sang nhìn nó rồi nói ung dung trả lời con gái của mấy người khi nghe câu nói của hắn người nói như chết đờ tại chỗ ngơ ngác nhìn hắn nhưng ngược lại với nó bố mẹ nó không sợ sệt nữa mà vui hẳn lên nó quay sang nhìn bố mẹ mình rồi cũng biết câu trả là gì được câu trả lời chắc chắn của bố mẹ nó khiến nó càng hụt hẫn thêm không được con không đồng ý, nó nói, tại sao con nên nhớ người đã cứu sống con là ta, gia đình này đã nuôi con cũng mười mấy năm rồi, con cũng phải trả ơn ta chứ." Mẹ nó lên tiếng. "Nhưng con." Nó chưa nói hết câu thì ba nó nói, "Đồ thứ con bất hiếu mày." Ba nó chỉ tay về phía nó, hắn ngồi nghe cũng đủ hiểu nó không phải con ruột của bố mẹ nó và cũng biết ông bà già này chỉ lợi dụng nó thôi chứ thật sự không thương yêu gì nó cả, hai ông bà thôi được rồi đấy, đưa cô ấy về trước nói rồi hắn cho người đem nó về nhà nó như người mất hồn mặc cho ai làm gì thì làm khi chiếc xe bmw của hắn đưa nó đi hắn quay lại rồi nói ông bà yên tâm tôi sẽ kêu người đưa tiền cho ông bà còn đây là tiền mà tôi muốn ông bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay cô ấy cả nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu nói rồi hắn bỏ đi và lên một chiếc xe khác khi lên xe tài xế hỏi bây giờ đi đâu hả thiếu giá người tài xế cung kính hỏi về nhà hắn vẫn tỏ thái độ lanh lùng trả lời vừa mới bước xuống xe nó ngạc nhiên khi thấy một ngôi nhà to đến thế ngôi nhà mà của bố mẹ, nuôi, của nó chưa bằng một phần ba ngôi nhà của hắn nó chậm rãi bước vào nhà khi bước vào thì có một cô gái mặc quần áo người hầu chiếc váy của cô trên đầu gối để lộ cặp đùi của mình. Cô gái đó bước lại gần nó tát nó bạc tay và nói. Mày không vào làm đi mà còn đứng đó cô gái tát nó xong liền nói nó chưa biết chuyện gì xảy ra chỉ lấy tay sờ lên mặt mình nó cảm nhận có chất gì đó trên khóe miệng nó thì ra là máu cô gái đó thấy nó không trả lời liền nắm đầu nó lôi đi trong bếp có vài ba cô hầu gái nhìn thớ cười vì quản gia không có nhà nên mấy người đó tha hồ mà đánh nó mấy cô gái đó đạp vào bụng nó tụi bay xem cái con này là người hay là quỷ á coi con mắt nó kìa cái màu mắt nhìn chẳng giống ai còn đầu tóc nó nửa màu trắng trông thật kinh tỏm một trọng những cô hầu nói chắc là nó đeo lens và nhượng đấy chứ có người nào như nó ăn mặc như thế này chắc là câu dẫn thiếu gia rồi. Tụi bay tranh ra. Cô gái lúc nãy tác nó nói, cô cầm bình hoa đập mạnh vào đầu nó bốt. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.